Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gali TV. Thì đây sẽ là một video mà nó ngắn thôi và nó chỉ mang tính chất thông báo thôi. Có nghĩa là từ ngày hôm nay, channel First Date sẽ chính thức trở thành channel Gali TV. Về cái lý do của sự đổi tên này á, thì bởi vì cảm thấy First Date nó mang một cái gì đó nó giống như là lần hẹn hò đầu tiên, đúng như cái tên của nó vậy. Và channel của Gali thì đã hoạt động được gần 3 năm rồi, nên cái cảm giác nó sẽ không còn mới mẻ như lần đầu rồi, đúng không? Đó là lý do tại sao Gà muốn chuyển từ First sang xem cái gì đó nó mới hơn, nó second hơn một chút xíu. Nên Gà đã nghĩ ra cái tên là Gali TV. Thì Gà cảm thấy Gali là một cái từ nghe nó dễ thương á. Còn Gà thì là tên của Gà vậy thôi. Còn thêm cái chữ TV là nghe nó hơi chuyên nghiệp một chút xíu á. Bởi vì Gà đã thêm cái từ TV đó rồi. Nên Gà hứa với các bạn là trong những cái video tiếp theo thì Gà sẽ đầu tư hơn về content nè, về cách quay, cách dựng nè, để cho các bạn có thể dễ tiếp cận hơn với lại là cái thông tin mà Gà cung cấp, và ngoài ra là cũng hiểu thêm về con người của Gà nữa. Thì trước giờ ở trên channel á, thì thường thường là các bạn sẽ thấy là Gà là một đứa cũng hiền hiền, cũng tà tà. Tuy nhiên là trong những video sắp tới thì Gà muốn bỏ thêm cả cá tính của Gà vào trong đó, nhiều cá tính của Gà hơn. Đó, chỉ vậy thôi. Còn về nội dung content thì Gà cũng sẽ cố gắng xây dựng ok hơn, sâu sắc hơn và dễ hiểu hơn cho các bạn, vui hơn nữa. Ok, video ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới của Gali TV. Nghe nó vẫn hơi ngượng. Hy vọng các bạn vẫn yêu thích và ủng hộ Gà nha. Bye bye.